cái em bấm một cái avatar em thấy Được. Dạ. Mà lúc đó nhắn tin cho em bố láo lắm. Em xin hỏi của anh à, có gì gọi nha. Xong anh đi nhậu. Khi mà lần đầu tiên hai đứa gặp nhau ngoài đời á, thì cái ấn tượng có giống như là lúc mà nhìn hình avatar không? Dạ không. Sao? Tất cả chỉ là lừa đảo thôi. Cái gì? Ông này cũng là trên hình là đẹp nữa. Đó là em cũng hơi xỉn xỉn rồi. Nhưng mà chở em đi là em biết á, nhưng mà em đến thinh để cho chở đi. Để nói mà đâu phải tờ giấy trắng đâu em, xé là thế. Về xong cái ổng mới mời ba mẹ qua nói chuyện với ba mẹ em. Là trong khoảng một tuần lễ thôi. Mà trong tuần lễ là em mất ngủ. Vừa bước ra tưởng Ngô Kiến Huy không à. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và khán giả đang xem chương trình. Em tên là Nguyễn Thế Mạnh. Em ở Thủ Đức, là chủ salon Kha Cát Vương. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là My, 30 tuổi. Em hiện là tổng giám đốc công ty Thế Giới Nội Y. Mà là em bán kinh doanh online hay là em có một chuỗi cửa hàng, một chuỗi shop? Dạ em có một chuỗi cửa hàng luôn. Rồi chị sẽ ghé. Dạ cảm ơn chị. Bây giờ có thể chia sẻ cho anh với chương trình được biết rằng là hai em lần đầu tiên quen biết nhau như thế nào? Tụi em á là quen nhau ở mạng xã hội dành cho người độc thân. Lúc đó là em có một cái mối tình 4 năm. Thì xong rồi em chia tay cái bạn đó, em buồn quá. Em mới vô em đăng ký một cái tên ở trong cái trang web hết á. Cái xong cái em lướt lướt, cái ông này ổng mới nhắn tin cho em. Cái em bấm vào cái avatar em thấy Dạ. Mà lúc đó nhắn tin cho em bố láo lắm. Em xin hỏi của anh à, có gì gọi nha. Xong anh đi nhậu. Chắc lúc đó là ảnh là chắc là có người yêu rồi cho nên mới kiểu thả thính gì đó đúng không? Dạ không, lúc đó là em mới chia tay con gái cũ xong. Bạn bên đây cũng chia tay. Bạn bên đây cũng chia tay. Hai đứa cùng một lúc giống như đồng cảm á. Sau đó thì là em có gọi cho ảnh không? Dạ không, em không gọi. Lúc đó là lúc em còn trẻ, nhiều người theo đuổi lắm. Cho nên là em cũng không quan tâm mấy, nhưng mà em cảm thấy là có ấn tượng. Tại vì những cái người kia là phải nhắn tin, hẹn hò, đưa đón rồi. Ông này cũng vô ông quăng cái gì. Mình cảm thấy là cũng tưởng, có thích tới dạ. Xong rồi mấy hôm sau nữa cái ổng thấy em chảnh quá, em không thèm trả lời, ông lại nhắn tiếp. Đó. Nhắn mấy lần? 2-3 lần. Cái xong cái tụi em mới add cái Yahoo, ngày xưa là Yahoo. Tụi em nói chuyện với nhau được vài lần thì ra gặp. Tại sao lúc đó em lại chọn bạn này để em nhắn mà lại nhắn một cách mà thờ ơ vậy? Dạ không, em thích á, thấy nhỏ nhỏ dễ thương. Mà hỏi thiệt nghe, lúc đó là em thả một mình cô này thôi hay là thả cho nhiều cô? Cũng 4-5 cô. 4-5 cô. Chuyện đó em biết không? Dạ bây giờ em mới biết. Em biết là ví dụ nói nhiều á nó cũng không có hay. Tại em nghĩ chắc ai cũng nói nhiều vậy. Bây giờ mình nói ngắn gọn. Tức là có đường hướng sách lược hết trơn. Cái đó là cố tình chứ không phải là vô tình đâu nha em nha. Rồi á, như vậy thì là khi mà lần đầu tiên hai đứa gặp nhau ngoài đời á, thì cái ấn tượng có giống như là lúc mà nhìn hình avatar không? Dạ không. Sao? Tất cả chỉ là lừa đảo thôi. Cái gì? Ông này nghĩa là trên hình là đẹp nữa. Tức nghĩa là trên hình có tóc nhưng mà ra ngoài là đầu chọc lóc. Dạ lúc đó em cắt đầu đinh sát luôn. Rồi còn em sao? Thấy giống trong avatar không? Dạ. Gặp là sốc liền không? Tiếng sét ái tình nổ ra. Không, đúng cái kiểu mà đang thích cái kiểu điều. Điều quá, cái vỏ á. Gặp lần đầu thì đi đâu nè? Đi đi ăn. Đi ăn. Lần thứ hai. Lần thứ hai đi đâu? Lần thứ hai đi nhậu. Lần thứ ba là đi nhậu xong đi khách sạn. Là đi khách sạn luôn. Lúc đó là em cũng hơi xỉn xỉn rồi. Nhưng mà chở em đi là em biết á, nhưng mà em nín thinh để cho chở đi. Nhưng mà khi mà em bắt đầu có nhận thức lại á, thì em quay qua em nói chứ chết rồi, em ăn dạ ông này liền. Em nói chứ anh ơi anh có thương em không anh? Cái ông kêu thương. Em kêu thương vậy cưới em nha anh. Cái ông kêu ở cưới thì cưới. Thôi em nghĩ trong đầu chết, thằng này bị khùng mấy gì á ta, em suy nghĩ vậy đó. Xong cái bắt đầu là từ khách sạn ông chở em về nhà. Cái em mới nói chứ anh ơi anh nói giỡn hay nói thiệt nha anh. Cái ổng mới nói câu là em nhớ tới giờ là lời nói mà đâu phải tờ giấy trắng đâu em, xé là thế. Về xong cái ổng mới mời ba mẹ qua nói chuyện với ba mẹ em. Là trong khoảng một tuần lễ thôi. Mà trong tuần lễ là em mất ngủ. Em mất ngủ. Sợ em sợ. Sợ ổng xé thiệt. Dạ em sợ là giống như về cái lóc hết Facebook này nọ kia đó. Là trốn luôn á. Em tại vì không biết nhà cửa, không biết đâu hết đó. Tụi em mới gặp có 3 lần là tụi em quyết định cưới luôn. Như vậy là bao nhiêu lâu là cưới? 2 tháng tới tháng 8. Đúng rồi. 2 tháng sau
gì? Cưới luôn. Là không đám hỏi, tới tay năm năm sau là cưới luôn. Ngắn gọn luôn. Gia đình em mất hồn không? Mới đầu là mẹ em không chịu cho cưới. Sao vậy? Mẹ em đâu biết là ai đâu, hỏi nó đâu, ba má nó là ai, nghề nghiệp nó làm sao. Em mới nói với mẹ em chứ thôi mẹ ơi, giờ mẹ cho cưới đại đi chứ không mốt có bầu cũng vậy. Thôi gì phải tranh thủ liền. Dạ. Lúc ấy mẹ nghe rồi mẹ nói mẹ quản hồn em cho cưới liền. Nhanh đến nỗi mà có khi nào ba mẹ em quên ông này không? Chưa kịp nhớ tên á. Dạ có. À, anh kể đi. Lần đó là thôi nôi con của anh vợ, bà vợ em dắt đi chào dòng họ. Cái xong bà vợ em giới thiệu là này cuối năm nó cưới My nè, cháu nó tên gì vậy anh ba. Cái xong cái bà vợ em, con tên gì vậy con? Đúng nhanh quá. Rồi cái nó dặn tên Mạnh, cái mà anh ba cháu nó ở đâu vậy anh ba? Cái quay qua hỏi con ở đâu rồi con? Nhớ vậy là dạ. Không biết luôn á. Dạ. Mà hai đứa là cưới bao lâu rồi? Dạ 8 năm. 8 năm. Wow, trời đất ơi, 8 năm rồi đó hả? Dạ. Như vợ chồng mà mới cưới ngày hôm qua vậy đó. Không thiệt thôi. Em hơi bất ngờ á, em tưởng đâu là chắc ông bà cái như đó. Là cưới nhau cũng là mới đây thôi, ừ. Mới đây thôi. Dạ. Mấy bé rồi? Dạ 3 bé. 3 đứa. Wow. Từ sau khi cưới cho tới bây giờ thì các em có những cái chuyện gì nó xảy ra trong gia đình hay không? Có những cái biến cố gì xảy ra trong cái đời sống vợ chồng em? Dạ có. Nhiều không em? Dạ hơi bị nhiều. Tại nhiều. Vì tụi em không có thời gian tìm hiểu. Tụi em rồi. Là tiến tới nhanh quá, cưới xong rồi bắt đầu sau khi cưới về thì hai vợ chồng mới bắt đầu tìm hiểu. Thì có những cái giống như là mình sốc thì... Ví dụ những cái gì? Em ở nhà là em là con cưng, là ba mẹ không cho làm gì hết. Hôm nay thì ở nhà giống như là mẹ cũng cưng, mẹ cũng không cho làm gì hết. Ông đi làm về cái ông tụt cái quần ông quăng giữa nhà, ông kêu giặt đi em. Nhưng mà giặt tay nha, đừng có giặt má nha, hư quần anh. Em cảm thấy trời ơi sao vậy, tụi mình phải sốc giặt vậy. Dạ. Ngoài cái việc đó ra thì tụi em gây nhiều nhất là do lúc đó hai vợ chồng cưới nhau về khổ quá. Hai vợ chồng không có kinh tế. Ông này ổng đi làm tiệm điện thoại một tháng không được luôn, có 2,5 triệu thôi. Mua tả sữa cho con hơn 1,5 triệu rồi. À về là có con liền hay sao? 9 tháng sau, đúng 9 tháng sau là em sanh đứa đầu tiên. Ba mẹ em cũng có giúp thì giúp phần nào thôi. Xong cái hai vợ chồng từ đó cái lục đục, kiểu như ông này ổng về nhà ổng thấy em ăn ở không em chăm con ý. Còn ổng đi làm ổng cũng cực quá. Cực quá. Dạ, cái lời qua tiếng lại. Tụi em ly thân tổng cộng là 3 lần. Ly thân một lần bao nhiêu lâu? Em chỉ nhớ lần lâu nhất là 6 tháng. Ổng về nhà mẹ ổng ở. Mà lúc đó là mấy bé? Đó là mới một bé. Tức là hai đứa lấy nhau là ở bên nhà em. Dạ, đúng không? Rồi. Cái chuyện mà một túp liều chanh hay quả tim vàng là nó không thể nào có được hết. Quá khổ. Và nuôi thêm một đứa con nữa. Tụi em khó khăn quá cho nên là lục đục. Mình đó em nghĩ là thôi luôn á chị. Em là lúc đầu là em đuổi đi. Em đuổi đi xong mà đi cái em hối hận liền luôn. Em hối hận liền xong mà em cũng có qua năn nỉ. Em kêu thôi giờ ở với em đi này nọ. Ông này là ổng quyết tâm ổng bỏ em luôn mà. Cho nên là ổng đi luôn. Ổng không ra gặp em nữa. Em tới chỗ làm em kiếm nhưng mà không ra. Xong cái em về em nói thôi xong rồi. Cái em mới đi ra văn phòng luật sư. Cái em nhờ người ta soạn cái đơn ly dị rồi đó. Xong xuôi hết. Tụi em không ly dị được là tại vì lúc đó em mù giấy tờ lắm. Đó đem tới cho người ta. Cái người ta nói thiếu cái này thiếu cái kia. Xong rồi bây giờ em muốn làm nhanh thì đưa anh 10 triệu đi, nói em không có tiền. Cho nên là thôi em cầm tờ giấy đó về. Trong cái thời điểm mà 6 tháng đó khi mà em không gần vợ em á, không có gần con em á, thì lúc đó em có gọi là gì? Cảm nắng một cái người nào khác không? Dạ không. Hay là chỉ cắm cúi đi làm thôi? Dạ đi làm kiếm tiền. Đi làm kiếm tiền. Cái mà... ngày mà hôm mà đến mà làm quề với vợ thì lúc đó làm sao? Dạ hôm đó là... đi làm em dành dụm được ít vốn rồi. Dạ cái xong em xin nghỉ, bắt đầu chạy về năn nỉ. Nghỉ vợ. Nói chung là lúc đó cảm thấy kinh tế em tự em lo được nha. Có nghĩa em tự tin hơn. Dạ. Về cái chuyện có thể lo cho vợ con. Dạ. Em về em nói chuyện lại với vợ và xin hàng gắn lại thì nó có khó không em? Lúc em trốn á là em biết là thí dụ em trước đó em đã trốn rồi mà giờ em quay lại á là rất là khó. Em biết là thời gian đó trong ngày là đang ở nhà cái bạn kia. Cái sao em chạy qua em năn nỉ, quỳ gói em năn nỉ. Vậy quỳ gói năn nỉ luôn hả? Ổng là ổng nhắn tin cho em mấy ngày trước rồi nhưng mà em không trả lời. Em chặn hết luôn. Xong cái ổng mới biết em ở nhà bạn của em. Ổng chạy qua tới nơi, ổng tông cửa vô, ổng quỳ gói xuống khóc. Em ơi em tha cho anh đi, em muốn về với mẹ con em. Lúc đó em bé mấy tháng? Dạ con em khoảng 10+ tháng. Lúc đó em làm cách nào để em nuôi được con?
À lúc đó là bắt đầu em có kinh doanh cái đồ nội y rồi. Dạ, là có vừa đủ tiền tả sữa cho đúng nó rồi. Cái em mới suy nghĩ trong đầu em chứ thôi, giờ con của ổng thì ổng thương, chứ giờ lỡ em thương người khác, người ta đâu có thương con em đâu. Thôi quay lại với dạ, cái xong cái quay lại, xong thêm hai đứa nữa. Bây giờ qua chuyện kia đi. Sao rồi, ở với nhau 8 năm trời, qua trải qua 3 lần sóng và gió. Vậy thì đó, vậy thì bây giờ về cái tật xấu thì như thế nào? Chấp anh kể trước. Chấp luôn á, chấp luôn, chấp kể luôn. Em thì em tính em nói chung chi tiết, kỹ tính, em thích chu toàn á. Đâu dạ. Nói em đâu, em kể. Nói dở kìa. Từ đó là bắt đầu mới ra tật xấu. Để bài bừa. Khác hẳn em đó phải không? Dạ, được hôm nào quơ dọn cái bắt đầu quay qua nói em bài. Trong khi nguyên nhà là em dọn sạch sẽ hết luôn. Tức là bài hay, có quên có bài hay không? Dạ có. Rồi còn thật xấu gì nữa nào? Xấu miếng ăn miếng ngủ. Chung ngủ thì hay ngủ trễ, khó ngủ, nhưng mà em đụng tới cái là gừ ghê lắm. Dạ, gầm gừ bị cắn luôn á. Dạ. Tọc có phải không? Dạ. Đang ngủ mà khều khều tọc là lên cơn điên liền đúng không? Dạ, dạ đúng. Tọc giật chỏ. Dạ giật chỏ đồ á. Dạ, có ăn hiếp chồng không? Đánh chồng không? Có. Không có đánh nhưng mà ăn hiếp. Ví dụ em đi ra ngoài đường là em không dám dòm bậy bạ luôn. À là vậy thôi, ngựa dạ. Đi đúng một con đường thôi đúng không? Mắc lại còn chuyện miếng ăn á, vợ em mới biết nấu ăn hồi lúc dịch tới giờ. Vậy là mới chưa được năm đó dạ. Con gái trời ơi, trước đó là không nấu luôn. Dạ ăn cơm tiệm hết luôn. Ủa, con gái ăn thì sao? Dạ ăn cơm tiệm luôn. Ủa cho con ăn cơm tiệm luôn hả? Dạ. Rồi lúc mà khẩu phần lúc mà nó nhỏ đó thì sao, ai nấu? Dạ cũng mua cháo dinh dưỡng ở ngoài ăn. Trời ơi. Em ghét nấu ăn lắm. Nhưng mà sao ghét nấu ăn vậy? Em cũng không biết nữa. Em mỗi lần mà ổng thèm em ăn nấu cái gì đó là em được cái là em nêm nếm ngon. Đó ổng thèm thì em ơi xuống nấu cho em. Em kêu không. Thời gian em nấu em sẽ kiếm tiền. Rồi anh muốn ăn cái gì em sẽ order về cho anh ăn. Xuống nấu giống như là em sẽ bị mất thời gian, với lại em không có đam mê. Em mê tiền hơn. Đây là người phụ nữ của công việc. Rồi cái đợt dịch này bắt đầu mới là nấu đó. Dạ. Là làm online không á? Dạ đúng rồi. Cái đợt dịch này á thì là giống như là em có một bạn khách đó cũng thân. Bạn đó hay tới nhà chơi, thì bạn đó thích nấu ăn. Thấy nhà em không nấu, cái bạn đó nhảy vô bạn đó nấu. Nấu riết, chồng em thích ăn gì bạn đó nấu đó. Cái một ngày nọ sinh nhật em, cái bạn đó nấu nguyên một mâm vậy nè. Trời ơi, ông này xuống mà mặt ông hạnh phúc. Ông nói trời ơi, em nấu nhiều quá vậy, ngon quá vậy. Cái em nhìn em nói, chết rồi, không được rồi. Chết rồi, mình cứ lo làm quá. Dạ. Phải cẩn thận. Đó, bắt đầu em mới học nấu từ đầu. Em vô em nấu, ngày nào em cũng nấu. Bây giờ là muốn ăn cái gì là không bao giờ đi ra ngoài luôn. Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Chúc vậy mừng là, vậy là cô gái này có tài lắm nè. Cô gái này rất có tài, không làm thì thôi mà đã làm là đâu, đó là làm hay, làm giỏi luôn đúng không? Đúng dạ. Vậy đó, quá tuyệt vời nha. Rồi bây giờ tới em đó. Em khui tật xấu ảnh đi. Chồng em á hả, tật xấu là ổng hút thuốc. Ổng hút thuốc rất là nhiều. Ổng hút mà có lần ổng bị lao phổi luôn. Lao phổi mà lên phường người ta phát thuốc uống miễn phí luôn á. Rồi xong mà uống hết bệnh rồi về ổng hút tiếp bình thường. Ồ nguy hiểm lắm. Dạ. Mà nhà có con nít nữa. Dạ. Đó. Với lại chơi game. Cái đó là tật xấu rồi đó. Thuốc, game. Dạ. Game xấu luôn đúng không? Có ghiền dữ lắm không? Dạ. Ổng thì công việc trong nhà con cái rồi thì ok, nhưng mà lúc mà ổng cầm vô cái máy là khoảng ổng đánh một trận đó 15 phút nửa tiếng gì là ổng quên hết con ổng là ai, vợ ổng là ai, kêu gì cũng nghe hết trơn. Tập trung vô mấy trận đánh đó. Dạ xong rồi đánh thua cọc quá đánh con. Có uống rượu không? Dạ có. Đó thấy chưa? Nè, hút thuốc nè, uống rượu thuốc. Nè. Game nè. Có gái không? Nữa, có ghen có không? Mê gái không? Dạ, chồng em đặc không? Biệt là không có mê gái mà gái nó mê chồng em. Thành ra là bên này chắc ghen là dễ lắm nè đúng không? Cái hỏi lại bên này cái tật xấu của cô ấy á là có ghen không? Dạ có. Ghen dữ dội không? Thì ghen mới là vậy nè em. Ghen mới là vậy nè. Không có dữ mà cứ kiểu nghĩa là xong rồi đó. Dạ bên này cũng ghen luôn. Dạ. Em có ghen không? Em có ghen không? Dạ có. Ui, bà bán đồ nội y nữ không mà ghen. Có ông đàn ông nào vô mua đâu? Dạ có anh. Ai vậy hả? Lúc đầu em cũng sốc lắm. Dạ. Vậy đó. Kiểu hả? Vợ mình làm mẫu chụp luôn á. Dạ. Oh. Vì sao em thay đổi suy nghĩ lại? Dạ. Nói thì này coi như em coi như công việc công thôi. Việc dạ. Công việc đúng dạ. Không à ghen là ghen cái đó đúng không còn sao là hết không mà bây giờ hết ghen rồi
có bắt vợ nhìn đó một hướng không? Coi như hai ông bà này đi có một hướng một cứ vậy. Rồi không, bên ông ta đi gì không biết luôn á, xe cộ kiểu gì. Kệ nó, kệ. Em nghĩ là con mắt liếc thôi chứ cái đầu không dám lắc. Chồng em đúng là cái tật xấu nhiều nhất là ghen á, chắc là ghen thôi. Tại vì giờ đi đâu em không bao giờ đi được một mình hết đó. Lúc nào cũng dắt theo. Dạ, đi gặp đối tác, gặp khách hay là bất cứ đâu là ổng đều đi theo em hết. Không bao giờ cho em đi một mình luôn. Em có mong muốn vợ mình thay đổi điều gì hay không? Vợ em thương em thì cũng thương rồi. Con lâu đừng lớn tiếng với em nữa. Có người lạ xong rồi lớn tiếng với em á. Kiểu em hay tự ái. Những lúc lớn tiếng em tự ái vậy á, em có lớn tiếng lại với vợ không? Hoặc là về nhà có lớn tiếng với vợ hay không? Dạ không, em im. À, em. Rồi tới em. Em thì em nóng tính, với lại em dữ lắm. Em rất là dữ luôn. Cho nên là những cái mà em nói là ồ anh đừng có như vậy á, ổng không trả lời em, rồi ổng lại lặp lại giống như trên lại gan em á. Đó thì em mới la lên. Mà ổng này ngộ, ổng la lên cái là ổng chỉnh chu lại liền à. Thích như vậy, con người thích bị ngược đãi á. Sao kỳ vậy, sao kỳ, sao em không giải thích cho vợ em hiểu luôn đi. Tại tính em hay chọc vợ em. À lầy đó hả? Vợ hay chọc. Đó thì giờ cuối cùng rồi nè. Có thích lớn tiếng hay không? Có. Thôi vậy thôi, khỏi nói nữa. Thôi, hai đứa tự điều tiết đi ha. Một đứa 31, đứa 30 rồi ha. Tự điều tiết cái vấn đề trong gia đình đi. Tại vì hai người đã tự điều tiết nhiều lắm rồi. Ba lần ly thân là ba lần tự điều tiết rồi, đúng không? Rồi bây giờ cuộc sống giờ là ngon lành rồi. Ông chủ bà chủ hết rồi, đúng không? Ba đứa con rồi, tự điều tiết để hạnh phúc tiếp đi. Rồi, chúc mừng hai em. Cảm ơn hai đứa đã đến chương trình nghe. Em tên là Vũ Minh Nhật, năm nay 30 tuổi. Hiện đang làm việc tại công ty Nokia Việt Nam. Em là Minh Giang, năm nay em 29 tuổi và hiện tại em đang công tác tại phòng nhân sự của công ty tư vấn Mekong Capital. Ủa rồi cơ duyên nào mà hai bạn gặp được nhau hay vậy? Khi em đến dự một bữa tiệc cùng chung với cô bạn gái và anh là bạn thân của bạn trai của cô bạn gái kia. Thì em đến trước và em ngồi xuống, một lát sau anh này đến ngồi bên cạnh em luôn, thì em mới liếc nhìn. Liếc sao? Em nói chuyện với bạn em ngồi đối diện giống như anh Thuận vậy, thì em sẽ nói chuyện với anh Thuận như thế này mà em liếc nhìn. Em có thấy cổ liếc không? Dạ không thấy. Em liếc và em nói, em nghĩ thầm trong bụng là em nói là trời ơi sao anh chàng này nhìn giống ca sĩ Đăng Khôi quá ta. Sao mà liếc gì mà sao thấy giống Đăng Khôi vậy ta? Không, em liếc nhiều lần anh. Đúng ra là phải nhìn vậy nè. Em nghĩ mới thấy là giống Đăng Khôi đúng không? Em nghĩ đó là cái kỹ năng đặc biệt em có. Ở trong suốt buổi ngồi sát bên cạnh em nhưng mà không hề nói với em tiếng nào. Em mới nói với cô bạn mà em đi chung á, em nói là sao anh nào ngồi bên cạnh vậy? Cái xong bạn em mới nói nhỏ lại: trời ơi, bớt mơ đi bà, người ta dân Việt Nam Airlines đó. Trời ơi, một cô gái như vậy mà rồi lại không để tâm để ý sao kỳ vậy? Bàn tiệc rất là đông người nên em cũng không có để ý, không có nhớ Giang là ai, mà chỉ nhớ có người bạn gái trông rất là hơi quê, hơi đen. Dạ. Cái ấn tượng đầu tiên em thấy là anh chàng này chảnh quá. Lúc đó là cô bạn em lại còn nói thêm vô là trời ơi đừng có mơ và đừng có với tới, nên là em lại càng tò mò. Rồi tới cuộc gặp thứ hai. Lần thứ hai là lúc đó là cả hội bạn rủ đi hát karaoke, cũng lại là cái cặp bạn của đó em đó. Dạ. Và em ngồi em hát, em hò rồi em nhảy múa. Lát sau anh chàng này đến. Và trong cái buổi karaoke đó chỉ có 4 người mà bạn này cũng không để ý gì đến em luôn. Trời ơi. Là đang nhảy mà cũng không để ý luôn hả? Trời ơi, em cố gắng rồi anh Thuận, em cố gắng em nhảy nhót, em hò hát, em làm đủ kiểu giống như rất là sôi nổi, nhưng mà ngó qua thấy anh chàng này vẫn cấm cúi nhắn tin. Sau em quay qua em nói với nhỏ bạn em nói chứ đúng thiệt rồi mày ơi, chảnh quá. Lần gặp thứ ba là sau cái lần karaoke khoảng 3-4 tháng. Lúc đó là sinh nhật của cô bạn gái đó. Thế này đến, vậy là cũng ngồi bên cạnh em nữa. Nhưng mà lần này... Vô tình hay cố tình vậy em? Vô tình vào sau, tại vào sau thì còn trống chỗ nào thì em ngồi chỗ đó. Dạ. Ý trời sắp đặt mà rồi. Thật ra nhiều khi không phải vô tình đâu chị, mà cô này cô gài cho anh ngồi kế bên. Không phải, không có, mà bữa đó em không có biết thiệt. Nhưng mà bắt đầu anh này mà ngồi xuống là lập tức trong đầu em là đã có sẵn chiến dịch và kế hoạch rồi. Thì em nghĩ em đợi em vẫn dùng chiêu liếc mắt đó. Dạ. Có thành công không cưng? Em bắt đầu vào và em quay qua em bắt chuyện. Tại mấy lần trước không bắt chuyện với em nên lần này em chủ động em bắt chuyện trước. Trong cái cuộc nói chuyện đó thì em cũng chứng tỏ rằng là mình rất là tự tin,
mình rất là năng động để cho anh chàng này có thể là sẽ bị thu hút. Bởi vì trước giờ là em cũng khá là tự tin là mình gặp những anh chàng khác mình cũng có thể dễ dàng thu hút đối phương. Nhưng mà riêng anh chàng này em phải vận nữ công nhiều hơn. Rồi cái lần thứ ba đó, cái cảm giác em về cô bạn này sao? Là lúc đó là bị dính cái chiêu của bên bạn gái đó, tức là bạn đó, dạ, tức là cố tình bắt cho mình để nói chuyện, bắt chuyện với nhau. Không, mình đi thẳng vô vấn đề là bạn dính bẫy sao đi? Khi mà đi chuyển cái địa điểm để mà đi một cái tăng thứ hai, là bạn đấy lại đưa cái xe bạn đấy cho cái người khác chạy, xong rồi nhờ Nhật chở Giang được không? Tại vì hôm bữa đấy là có một anh chàng cũng đang cưa cẩm nhưng mà em lại không thích bằng anh này. Cho nên là thôi em tỏ vẻ luôn, em nói thôi bạn tự đi xe của mình giùm Nhật chở nha. Rồi sau khi mà chở nhau về rồi sao? Tụi em về đến nhà xong thì anh chàng này có xin số điện thoại của em. Đó là Giang ơi. Mà em có gợi ý không? Dạ không. Trời, lúc đó em biết em hơi thắng thắng rồi anh. Cái đó thì theo bản năng lịch sự, để xin số điện thoại là nói là thôi để ngày mai có gì Nhật liên lạc lại, nhắn tin lại. Ngày mai có nhắn tin lại không? Dạ, ngày mai thì em vẫn đi làm bình thường và em cũng quên bẵng đi cái chuyện ngày hôm trước. Trời ơi. Rồi cho đến tối ngày hôm sau thì em mới nhận được tin nhắn. Người gì đâu mà không có biết giữ lời hứa. Kêu nhắn tin liên hệ lại mà không thấy. Làm tôi phải tốn 500 tôi gửi lại. nhắc khéo mà nhắc khéo đáng yêu. Sau đó thì em cũng mới xin lỗi và hẹn nhau đi chơi. Nhưng mà cái mục đích của những cái chuyến đi chơi đấy là theo Nhật. Nói chuyện rất là trịnh trọng với em là Nhật thấy cũng vui nhưng mà bây giờ chúng ta nên đi chơi với hội bạn của Nhật, rồi đi chơi chung Nhật để mình coi thử mình có chính thức tìm hiểu nhau được hay không. Ý là đi chơi để mà tìm hiểu xong mới yêu chứ không phải là yêu đâu anh ạ. À, em nhớ nhất một cái lần ghé qua cái quán sinh tố trên đường Lý Chính Thắng á, em đang ngồi uống sinh tố và đưa ra ly sinh tố là em hút một phát là hết luôn cái ly. Trời. Xong thì Nhật mới nhìn em, xong đó Nhật mới nói là Nhật có vài điều muốn chia sẻ với Giang như sau. Vài ngày qua là Nhật và Giang có đi chơi với hội bạn và tìm hiểu rồi với nhau. Tuy nhiên Nhật có vài điều chia sẻ. Điều thứ nhất, Giang sôi nổi quá, nhiệt tình quá cho nên Giang quá ồn ào. Điều thứ hai là Giang nói nhiều thì tốt nhưng mà hình như là cái mâm nào cũng có Giang hết trơn. Và cái điều thứ ba là Nhật đề nghị là Giang phải tế nhị, nhẹ nhàng, dịu dàng, nết na, thùy mị và đoan trang hơn. Chị biết là lúc đó chỉ là tìm hiểu nhau chứ chưa yêu. Mà răng em như vậy, em bực mình quá. Em đứng dậy em nói đây. Em đùng em đi về. Nhưng mà tại sao em lại trong lúc tìm hiểu mà em dám đưa ra ba cái điều răng đó, là mục đích em muốn gì? Thì em nghĩ sao em nói thẳng vậy. Nhưng mà không ngờ thì bạn lại giận lên luôn. Là góp ý đi tìm một viên ngọc cho nó đúng với ý của đúng mình. Đúng rồi. Dạ. Đã tìm ngọc đó đúng không? Dạ, tại vì tiêu chuẩn của bạn này là nhất là đi chơi với hội bạn thì những cô bạn gái của bạn, những anh trầm bạn trong trầm lắng, dịu dàng, nết na, thùy mị, đảm đang. Rồi sau những cái lời góp ý đó thì em có sửa đổi không? Dạ không, em đùng xong đúng rồi đúng. Em gọi điện thoại và em mắng anh này, em nói là từ ngày mai đừng có qua đây nữa nghe chưa, không tìm hiểu gì hết, không có hợp đâu. Lúc đó em mới thấy là thôi căng quá rồi, coi cái kiểu tiếp cận này nó không có được rồi, hiệu quả rồi. Thì em mới nói là thôi coi như Nhật chưa nói gì đi. Mấy ngày nay đi chơi cũng thấy cũng vui đó, thôi làm lại từ đầu coi như chưa nói gì hết. Sau cái lần đó em nghĩ ở trong đầu, tức là thôi để rèn từ từ đi. Hai đứa là quen nhau được bao nhiêu lâu? Dạ, tụi em quen nhau được 5 năm. 5 năm phải không? Dạ. Mà chị thấy hai tính cách này có bộ là hợp tan hơn nhiều đúng không? Dạ, 20 lần chứ mấy chị. Trời ơi. Kỹ lắm. Trời, quen nhau 5 năm mà chị tay 20 lần. Thường á thì những cái lần như vậy nó là như thế nào? Ví dụ như vậy là cái giận hờn rồi chia tay, hay là nó là chia tay thực sự xong rồi mới làm lại? Cũng nhiều lần thì nó cũng ngắn thôi. Nhưng mà em cũng nhớ là có một lần thì là lần đó chắc là lâu nhất. Cái lần đó là Giang có đi về quê ở ngoài Quảng Ngãi, sau đó là đi vào Sài Gòn. Thì em ra đón, sau khi đưa về nhà trọ của Giang thì Giang vào trong nhà tắm. Ở ngoài thì em có tiếng tin nhắn, thì em cũng tò mò thì em xem cái tin nhắn. Ước gì mà anh ôm được em. Tại sao lại có cái chuyện nó xảy ra? Dạ, cái này là lỗi hoàn toàn do em chị ạ. Tại vì anh chàng đó theo rồi xong cũng cãi vã, và Nhật có nói em là anh chàng đó đã được đặt vào trong danh sách đen. Nhưng mà đợt đó thì em đi ngang tàu qua thì anh ấy ảnh nói là không, bây giờ anh chỉ muốn ra gặp em để anh đưa cho em cái hộp cơm gà thôi. Em cũng tình thiệt là em nghĩ rằng thứ nhất là ra lấy cơm đem vô mình ăn, với thứ hai nữa là bạn trai mình lúc đó đâu có biết đâu đúng không. Lần đó giận bao nhiêu lâu em? Dạ 3 tháng rồi. Trời ơi, vậy là rồi sao mà quê được?
Em lên một kế hoạch rất là chi tiết. Nữa kế hoạch nữa. Em chuẩn bị một hoa, mua hoa có chữ Nhật ở trên, cái chữ story rất là lãng mạn. Anh này là em biết cái lịch hay làm đêm, thì em sẽ lên trên, lên ngay chỗ sân bay á, và em sẽ đứng đợi. Trời. Thì em tính là lúc mà đợi anh này đi ra là em sẽ cầm bông ra và em nói là Giang xin lỗi. Dạ, mọi kế hoạch đều đã đang được chuẩn bị rồi, em lên em đang em đứng đợi anh này đi ra. Em thấy em kêu anh ơi chạy lại, xong anh ấy quay qua nhìn em xong đi tiếp. Trời ơi, xong kêu em tan nát anh. Em nghĩ là trời, mình là gọi là tâm lắm rồi, có tâm chạy mà theo, là... chạy theo. Dạ, không chạy theo nổi, tại sốc quá, tại kêu quá trời luôn. Sốc nhưng quá mà chạy gì em, gì hả? Nó cười quá không vậy? Phải tại vì mình muốn cầu hòa là mình phải chạy theo. Gặp chị là chị bỏ luôn rồi đó. mà anh này chạy rất là nhanh, mà anh này đi cũng nhanh nữa. Xong em về nhà em nói là thôi xong rồi đó, bây giờ đã gọi là mình đã chuẩn bị rồi, mình đã rất là thành thật như thế rồi. Xuống nước quá rồi, tầng đáy rồi đó, mà cũng kỳ cục vậy. Dạ, nhưng mà... sao sao nữa em? Em về nhà rồi xong em đi chơi với bạn, mà em lấy cái bông em bỏ vô sọt rác. Đi chơi. Đi chơi rồi sao nữa? Em đi chơi đêm rồi đó đến... có ngủ được không? Dạ không chị, nửa đêm em cảm thấy vẫn còn tức và uất ức. Nên em gọi điện thoại, trời ơi làm như là ngon lắm nhá, mà hả, tôi đây phải chuẩn bị này nè. Em chửi quá thì chửi, mà vừa chửi mà vừa khóc chị. Em phản ứng dạ. Sao với cái thực sự là lúc mà em ra thì em cũng nghe cái tiếng ai kêu, nhưng trời tối khuya thì em cũng không thấy. Nếu em biết thấy thì chắc cũng lịch sự, em cũng phải đi lại coi cái nghe nói như thế nào chứ. Chứ em không bỏ đi như vậy. Thì sau đó thì nghe Giang khóc, mình cũng mũi lòng, với lại thời gian cũng lâu rồi, cũng 3 tháng. Mà trong thời gian đó thì Giang cũng hay gọi điện, rồi cũng nói năn nỉ nào kia rất là nhiều. Dạ mà em gọi điện, nhưng mà anh chàng này cao giá lắm anh. Em gọi điện xong quay qua, nè đừng có gọi nữa nghe chưa, có biết rằng đây có bạn gái rồi hay không? Chị ngưỡng mộ em quá Giang ơi. Sau bữa đó là về đúng không? Như chị hỏi nè, cho tới thời điểm này khi mà hai đứa lấy nhau rồi đó, thì ai là người hay ghen nhiều? Hai chồng em được cái là có bất kỳ một cái điều gì khúc mắc hay là trắc trở, thậm chí là ghen là đều nói thẳng vào mặt nhau rồi chị ạ. Thẳng vào mặt nhau luôn. Mà thậm chí mà em nói mà em cảm thấy là chưa xong là em dựng đầu dậy em nói tiếp. Cho nên trước khi cưới là anh chàng có đưa cho em 10 điều răng. Trời ơi, 10 cái gì? Hồi đó 3 điều vô lên tới 10 điều. 10 điều. Dạ. Mà bây giờ em có thể kể được cái 10 điều đó. Em nhớ nổi cái 10 điều răng đó không? Dạ nhớ chị, không nhớ sao sống nổi chị. Sao đâu? Ngưỡng mộ em. Dạ, điều đầu tiên đó là không được say xỉn, uống bia uống rượu. Dạ. Không đi chơi khuya, đi bar, đi sàn. Không ngồi lê đôi mắt tám. Chấp nhận. Dạ. Mấy điều răng đó tốt. Dạ, không được suy diễn, không được đỉnh đoạn, không phóng nhanh vượt ẩu. Tại em có một cái tật mà em cứ ngồi lên xe là em thấy có mình em trên cái con đường đó. Không được bất cần, bởi vì một khi mà bất cần ấy là em tự em đi, em bỏ em đi chơi một mình. Không cần biết gì hết. Dạ, không... gì anh nhờ? Phải dịu dàng. À đúng rồi, phải dịu dàng. Phải dịu dàng. Không, mà cái điều này em chỉ làm được chị. 10 điều này á, đều chị thấy đều đúng hết trơn. Đúng rồi. Tại vì đó đều là những cái điều mà người bạn đời của em muốn em hoàn hảo hơn trong mắt của ảnh cũng như trong mắt của mọi người. Chị thấy vậy nè, rõ ràng là ở Nhật á, mong mỏi Giang rất là nhiều thứ. Em thấy cái gì ở Giang là em muốn thay đổi nhất cho em? Dạ. Dạ chắc là cái tính mà hay suy diễn á. Dạ ví dụ như bình thường đi làm rất là về, rất là đúng giờ, thì một hôm thì đi về trễ. Thì bắt đầu là trong đầu em sẽ suy diễn về trễ có nghĩa rằng là đi đâu, có thể đi nhậu, hoặc là đi nhậu hoặc là điếu cô nào. Và điếu cô nào xong rồi em lại suy diễn tiếp, chứng tỏ rằng là không có thương vợ thương con. Và không thương vợ thương con vậy thì đâu có tin tưởng. Em suy diễn từ từ ra thành một cái câu chuyện, nói chung là đang nhỏ ra sợ bự. Con xé ra thành một câu chuyện bự. Vậy thì cái tính xấu của chồng em là gì? Nhìn thấy đó, cứ toàn là cho em vài điều mà. Tính em thì đúng là đỉnh đoản hoặc là đôi lúc sôi nổi quá, nhưng mà cái lúc mà em gặp khó khăn hay là gặp chuyện gì em cần chia sẻ thì em nói với Nhật á, em cái lúc đó em chỉ muốn nói ra cho nó hả dạ em, nhưng có người đang nghe em trút thôi. Mà lần nào của em vừa nói ra xong là anh lập tức là em đã sai những điều như sau. Lúc đó là em rất là bực mình. Trời anh... mà anh Thuận biết là cái lúc đó là cái tâm trạng mình chỉ muốn là được có người lắng nghe và chia sẻ thôi. Nhưng mà cứ vừa nghe xong là lập tức em đã sai 1, 2, 3, 4 và em đã làm không đúng, lần tới em nên làm 1, 2, 3. Em nghe xong là em ù tai luôn. Thực ra cái điều á mà Nhật luôn luôn muốn ở Giang là sự hoàn hảo, còn cái điều ở Giang muốn á là sự sẻ chia. Đúng không? Thì thưa chị thấy vậy nè, em á lâu lâu mà cổ có cái điều gì cổ muốn nói đó, em chịu khó em nghe đi,
em nghe đi, mà ngay lúc đó em đừng đưa ra 1, 2, 3, 4 điều răn. Sáng mai em nhắn tin. Dạ dạ dạ. Em nhắn tin, nhắn tin đúng không? Thì lúc đó cái cảm nhận của em sẽ khác đi. Hy vọng là qua cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay mà hai vợ chồng sẽ càng ngày càng kháng khích thương nhau nữa. Rồi xin cảm ơn vợ chồng Nhật và Giang. Dạ xin cảm ơn. Chắc là cho con xin phép xưng cô chú, tại vì con bằng tuổi với lại con của cô Hồng Vân. À vậy dạ. Hả? Con 94 hả? Dạ đúng rồi. À, con cũng xin tự giới thiệu với lại cô chú cũng như là các bạn đang xem chương trình. Thì con tên là Phương Anh, con sinh năm 94. Và hiện tại công việc của con là một người dẫn chương trình và một diễn viên tự do. Ồ vậy đó hả? Phương Anh. Dạ đúng rồi, Phương Anh. Phương Anh đang... có tham gia những chương trình nào không, hoặc là những phim ảnh nào không? Dạ hiện tại thì con đi những cái phim ngắn ở trên YouTube ạ. Là MC thường là dẫn chương trình cho các sự kiện gì? MC thì thường là con sẽ dẫn cho các đài, ví dụ như là VTC, HTV rồi cũng có dẫn sự kiện ở bên ngoài. Chào Phương Anh. Em bé mấy tháng rồi? Dạ hiện tại em bé được hơn 3 tháng rồi. Vậy đó hả? Chúc mừng. Trời ơi, 3 tháng mà thấy thấy phẫn phẫn ghê. Tại hay luôn á, chị nhìn thấy chị biết liền. Bình thường á, người của con là kiểu ốm á, cho nên là khi mà mặc những cái đầm ôm là rất là dễ thấy bụng luôn. Chúc mừng con. Không biết, không biết. Trời ơi, tôi nhìn là tôi biết ngay. Nhạy cảm với những người mẹ chứ. Rồi mời con. Dạ, xin trước tiên chào chú Thuận, cô Hồng Vân. Con là tên là Cao Trí, con 21. Con đang làm về ngành F&B ở bên quận 2. Con là 2001. 2001. Cái này là 1994. 2001. Giờ cách nhau 7 tuổi. Số đẹp. Đây chú số 7. Không, nếu vậy là con là hơi bị chững chạc đó nha. Nhìn không có chênh lệch gì hết trơn. Trời ơi. Thực sự nếu mà con không nói là không biết luôn á. Cho nên cô nghe cái 21 mà cô không biết là gì. Không, em là em là tính liền luôn á. Tính liền con số luôn á. Nhưng mà đó ý là chị không nghĩ đến cái chuyện là tuổi tác luôn á. Tại vì nhìn nó xem nhau. Hoàn toàn là không có ý, thấy ý là con già hay sao hả? Không, bạn này già. Không, bạn này cứng cáp hơn. Bạn này cứng, gọi là ý của nó là cứng cồi, cứng cáp đó. Mà nhìn không có chênh lệch gì, thành ra nó nói hay là một là chị không có để tâm đến cái chuyện mà ồ vậy đó hả con? Nhưng mà Trí là công việc đó là công việc gì? Trí chia sẻ thêm đi. Dạ cháu làm ở một gọi là bartender á. Rượu. Ở quận 2. Dạ ở quận 2 ạ. Chắc có lẽ là cô này là trong một buổi tối là đi club hay đi cái chợ nến một cái nơi mà dạ. Làm lần đầu tiên thấy chú Thuận đoán đúng được 100% luôn. Chắc nguyên cái số này là của em, như vậy bữa nay em được cấp bằng luôn nè. Hồi nãy là 10%. Hồi nãy là 90%. Bây giờ là 100% luôn. Bây giờ là 100% luôn. Đúng không? Dạ đúng. Yes. Đi đến quán bar rồi uống. Dạ đúng, gặp quán rượu. Rồi gặp ông bartender này, ông ấy rượu cho con đúng không? Dạ đúng rồi. Wow. Và hai người để ý nhau và quen nhau. Dạ thật ra cái khoảng thời gian đó nó cũng dài lắm. Tại vì thật sự con cũng chia sẻ một xíu, chắc là chia sẻ luôn về cái câu chuyện chúng ta gặp nhau. Dạ là thời lúc cái thời điểm đó là mới vừa hết dịch xong. Thì tụi con cũng muốn đi chơi ở bùng những cái quán đó. Rượu dạ đúng rồi. Thì tới quán đó thì lúc đó là mới vừa hết dịch mà nên mọi người ai cũng đeo khẩu trang hết, không có thấy mặt nhau được hết. Thì cái tính của con lúc đó còn đang còn độc thân cho nên là còn bay nhảy lắm. Xong rồi đi thì kiểu tìm mấy anh coi có quán có anh nào đẹp trai. Mình cũng chỉ muốn là giỡn vui để trong cái buổi đó nó thật là vui rồi. Xong cái thì đi trong cái quán đó thấy anh này là đẹp nhất, nhìn ngoại hình là kiểu mình ưng nhất, đẹp nhất. Thì cũng kiểu nói chuyện vui rồi làm quen với nhau thôi. Nhưng mà lúc đó thì không có ý định gì hết. Và sau đó thì con về là phải 2 tháng sau thì lúc đó con mới quay trở lại cái quán rượu đó, mới gặp lại. Thì lúc đó mới bắt đầu chính thức là làm quen với nhau. Tức là lần thứ nhì. Dạ đúng rồi. Thế nhưng mà con á, khi mà bạn này về rồi con có cái cảm xúc gì với bạn không? Lúc đó là bạn này đang có người yêu cô ạ. Chắc nghĩ là giống như là kiểu khách cô hàng này cũng giống rồi. Như biết bao nhiêu cô gái đến đây là uống rượu thôi. Đúng không? Nhưng mà sau 2 tháng sau gặp lại thì chắc có lẽ là bên này mới chia tay. Dạ không, vẫn còn đang có người yêu luôn. Vẫn còn. Dạ đúng vẫn rồi. Còn chị. Bữa nay chị dở quá. Thôi chị nên là một chị số 1 đi. Chị như chị số 1. Trơn, trời. Sao được, cái đó là để cho em. Không được, em phải là ông mụ. Không, em kim luôn rồi. Tại bữa giờ không ai nhờ chút trơn hết, ngứa mỏ. Ôi thiệt khổ. Chứ nên đoán đó. Rồi sao nè?
Rồi 2 tháng quay trở lại có cái gì đó khác khác không? Thì thật ra trong đầu con cũng không nghĩ gì hết. Tại vì trong khoảng thời gian đó thì con cũng vui chơi rất đang rất là thoải mái với cái cuộc sống của mình. Thì cho lúc đó lúc mà gặp lại bạn này thì con bé em của con làm trong cái quán đó thì cũng giới thiệu là à, cái bạn này là hồi cái bạn trước mà lúc chị làm quen nè. Xong chị nói, con mới nói là ừ vậy hả? Rồi thôi không nói gì hết. Thì lúc đó cũng nói chuyện vui với bạn này mà lúc đó bạn này đang có người yêu. Xong rồi con mới nói bạn này thì thôi trước giờ con cũng hay tính làm quen người này người kia, nhưng mà với những bạn mà đã có người yêu rồi thì con tránh xa ra. Con không bao giờ muốn mình là cái người bước vào cái cuộc tình của người ta, vì con đã từng đứng trong cái vị trí đó rồi thì mình rồi cảm giờ sao hai đứa đến được với nhau nè. Rồi nên lúc đó là con không nói chuyện với bạn này luôn. Phải tầm một tuần hai tuần sau thì bạn này là người chủ động nhắn tin lại với con, thì lúc đó bạn mới chính thức là chia tay người yêu rồi. Có nghĩa là con gặp bạn này xong rồi con về con chia tay người yêu đúng không? Ủa một tuần sau à? Dạ đúng rồi. Con tuần sau là nhắn tin rồi. Trong khi họ tuần trước vẫn còn yêu. Dạ đúng rồi. Mà tại sao tuần sau? Là lúc đó thì mới tin vào con nhìn bạn này lúc vậy là có phải là do nguyên nhân là do cô gái này? Thì đó lần thứ hai gặp nè xong sự trở lại của cô ấy. Dạ cũng là gọi là 50% do cô gái này thôi, còn 50% thì do câu chuyện của cuộc tình trước của con. Nên con mới có quyết định như vậy. Nhưng mà thật ra là Cao Trí có để ý cô gái này đúng không? Dạ thật ra thì dạ có, nhưng mà kiểu lúc đó con để ý kiểu cũng cho vui vui thôi, con cũng không có để ý gì nhiều. Vui gì xinh chết rồi vui gì. Dạ thì đó xinh này rất nhìn là rất là dễ có thiện cảm á, chú nói thật á. Dạ cảm ơn chú. Đúng không? Dạ nhưng mà lúc đó con cũng để ý con vui 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 thôi. Tại vì cái công việc của bạn này là ở quán bar thì gặp rất là nhiều người. Dạ đúng rồi, nên là con chỉ là một trong những số ít trong đó thôi. Nhưng mà con nhắn cho một mình cổ thôi hay là nhắn cho nhiều cô? Dạ nhắn cho một mình. Dạ kiểu con lúc đó mà con có cái tính là con nhắn ai thì con chỉ kiểu nhắn một mình thôi. Ủa nhưng mà này dạ. Con sao chia tay á, người ta buồn lắm, người ta đau buồn lắm, người ta chỉ chưa có nguôi cái mối tình đó, sao con lại nhắn tin liền để mà chia sẻ với cô gái này? Dạ thiệt ra thì nếu mà một trong hai bên mà có cái người khác hoặc là có chuyện gì khác á thì nó sẽ buồn. Còn đây là kiểu chia tay trong êm đẹp á, nên là mọi thứ nó cứ bình thường với lại con cũng chia sẻ là cái tính con nó hơi vô tâm một tí, nó hơi vô cảm, kiểu dạng hơi vô cảm á, không có cảm xúc gì nhiều. Nếu mà chia tay không có cảm xúc gì nhiều lắm. Bởi chia luôn. Dạ đúng rồi. Cái gì mình quyết định là mình quyết định luôn. Và chưa đủ yêu đó em ơi. Con chưa đủ yêu đó chứ con mà yêu rồi nó đau lắm con. Đau lắm. Đau lắm. Lúc đó là thì... con không có hề tin bạn này luôn. Tại vì con mới nói hồi trước giờ cái luật mà con đặt ra cho bản thân con đó là ít nhất là cái người đó phải chia tay ít nhất là 3 tháng thì con mới bắt đầu làm quen. Nên là lúc đó con kiểu bạn này có nhắn tin cũng chỉ nghĩ cho vui thôi, không có suy nghĩ là sẽ đi tiến tới với bạn này hay là có gì hết. Và bạn cũng giải thích với con là do cái cuộc tình trước có một số vấn đề xảy ra rồi chứ không phải là bởi vì con. Nhưng mà đàn ông mà cô nói gì chả được đúng không? Nên là không có tin. Thì khoảng một thời gian dài thì bạn là cái người mà từng ngày thuyết phục con. Dài là dài bao lâu? Chắc cũng gần 1 năm anh ạ. Gần 1 năm. 1 năm luôn, dài thiệt. Chứ chị tưởng tuần mấy. Tại vì có nhiều lắm em, nó nhiều cặp nó đến với nhau. Dài bất ngờ luôn. Giận nhau mà dài nhất là 24 tiếng. Giận tới 1 ngày trời. Ít ồn. Cái điều gì mà để cho con cảm thấy tin tưởng ở bạn này? Tại vì nói về số tuổi thì con cũng lớn hơn. Dạ, đúng rồi. Kinh nghiệm sống cũng hơn. Đó, sự va chạm ở ngoài xã hội cũng hơn. Thì vì điều gì khiến con cảm thấy tin tưởng và quyết định này? Và quyết định là yêu đó. Đó. Dạ thật ra có nhiều lý do lắm. Tại vì bạn này là một trong những cái tình huống mà nó hơi chém ngay một xíu là bạn luôn phạm phải những cái điều mà con tự đặt ra cho bản thân mình là con sẽ không bao giờ quen những người như vậy. Là hồi trước giờ con quen những người lớn tuổi hơn. Tại vì bằng tuổi con cảm thấy mình bị già trước tuổi á. Xong rồi kiểu bị trẻ con quá thì rồi, nhỏ tuổi hơn nhỏ tuổi hơn là không quen rồi ngay cả cái việc bạn đang có người khác là hai cái ở gì xong nữa rồi làm trong cái lĩnh vực nightlife, cái lĩnh vực ban đêm đó là con biết là 3 cái luôn. Dạ đúng rồi. Là kiểu không có một cái tình yêu chính thức mà trong khoảng thời gian đó. Thật ra nếu mà nói về độ tuổi thì con không thể nào mà lông bông mãi được. Xong rồi từng ngày thì bạn thuyết phục con. Bạn từ những cái điều rất là nhỏ nhặt bạn luôn để ý quan tâm con. Và bạn là cái người đầu tiên từ hồi trước tới giờ con quen
dám dắt con về giới thiệu với gia đình và dám gặp mặt gia đình con. Vậy là sau một năm là quyết định là yêu bạn ấy đó, đúng không? Và bỏ qua hết ba những cái gì mà mình không thích, hiểu không? Dạ đúng rồi. Còn con kể cho cô nghe đây, cái câu chuyện mà khi yêu của tụi con á, có cái câu chuyện nào mà tới bây giờ con vẫn còn nhớ không? Buồn cũng được mà vui cũng được, mà chia tay chia chân đồ hay là này cái nọ đồ, hoặc là lâu lâu con bị say nắng ai đó ví dụ vậy đồ. Dạ thực ra thì nhiều chuyện quá, con cũng gọi là kể chắc phải cái mình kể nào cái chuyện nào mà con ấn tượng nhất á. Dạ không, đối mà với mình con nhớ thì... hoài á, nhớ hoài á. Bạn phải mang một câu chuyện đến với chương trình Vợ Chồng Son chứ, đúng không? Dạ câu chuyện là hôm tối hôm đó con với bạn này đi chơi, thì con với bạn có tâm sự kiểu con bị thu hút bởi cái tính của bạn này. Bạn đó có chia sẻ với con một câu chuyện mà con không có kể ra được. Rồi không cần. Xong con bị thu hút, con bị gọi là thu hút xong mà phải quyết tâm là phải theo đuổi được bạn này. Đó ấn tượng. Dạ đó là ấn tượng đầu. Đó là ấn tượng đó, nhưng mà còn với mà là cái câu chuyện đó theo qua cái câu chuyện của cô bé. Nhưng mà con được biết á là cái câu chuyện đó là nó có hơi hướng là giống như kiểu con là một người hơi bị quậy phá mà lại ấn tượng với bạn này. Con cũng hiểu lý sao do vì sao, tại vì trước giờ những người con quen á thì luôn lúc nào cũng nhìn con với ánh mắt là kiểu một người rất là hiền dịu, kiểu nhu mì, và họ luôn hướng tới là một cái người mà độ tuổi như con thì phải có hình tượng như vậy. Thì lúc đó con lại lúc sau quá nhiều câu chuyện xảy ra thì lúc đó con bỏ hết những cái hình tượng mà tại sao mình phải cứ tạo ra mình là một cái con người, là một người vợ để cho người ta hướng tới, là mình để cưới làm gì, thì con sống đúng với bản thân con. Thì lại là cái người thu hút bạn này. Là thu hút bạn này. Thì có bao giờ hai đứa đi chơi mà gặp người yêu cũ của con không? Nhiều lắm cô. Ông có nghĩa là ảnh là nhiều người yêu cũ hay là một người yêu cũ? Dạ tại vì thực nhất ra là khi mà con tới, lúc mà còn bạn này còn làm việc thì vẫn còn làm việc chung với người yêu cũ. Cho nên là con đi tới cái chỗ mà bạn này làm việc thì gặp người yêu cũ thường xuyên luôn. Rồi con có bao giờ con bị xử tử không? Con bị phản ứng không á? Thật sự ra là tại vì con cũng hiểu được câu chuyện của phụ nữ với nhau á. Thì mặc dù là có lục đục xảy ra trước đó như bạn này kể nha, chứ con cũng không biết là bên kia, tại vì con không muốn tìm hiểu quá sâu về quá khứ của người khác. Thì bước vào một cái mối tình mới mà khi mà người đàn ông mà có một cái mối quan hệ sớm trong sau đó chỉ một tuần thôi thì chắc chắn người phụ nữ sẽ rơi vào trạng thái rất là buồn và tuyệt vọng. Mặc dù là có cãi nhau gì đó đi nữa, nhưng mà một khi đã gọi là quen nhau thì có tình cảm, có đã yêu rồi, thì con biết là cái tâm trạng bạn đó đối với con thì cũng sẽ khó chịu, nói chung là cũng có lời qua tiếng lại. Nhưng mà con hiểu vấn đề đó nên thôi con sẽ chọn cách im lặng. Lời qua tiếng lại là trên internet hay là trong cái nightclub đó? Thật sự ra thì cái mối quan hệ của cái bạn đó với rất nhiều những người bạn xung quanh con đều biết hết. Nó lại có một cái mối quan hệ tình cờ như vậy, là bạn nó không nói gì với con nhưng cứ luôn tìm những người xung quanh con để nói nặng lời và tới tai con. Dạ đúng rồi. Là nó sau lưng con. Dạ đúng rồi. Con nhưng xử mà con cảm thấy là kiểu nếu mà có việc gì á thì nói thẳng trực tiếp với con, chứ nếu mà làm phiền những người xung quanh con thì chính con rất là ngại. Bởi vì những người xung quanh mình đâu có tội lỗi gì đâu mà tự nhiên cái phải chịu những câu chuyện rồi đó. Con xử lý làm sao? Con có tìm bạn đó để nói chuyện, thì con có nói là có việc gì hoặc là có cái khúc mắc gì đó, hoặc là có một cái suy nghĩ là con là người thứ ba gì đó, thì cứ nói thẳng trực tiếp với con có thể giải thích được. Là vì rõ ràng là khi con gặp bạn này, khi bạn này đang quen bạn đó thì con đã không quen rồi. Thì sau một khoảng thời gian thì bạn đó giống như kiểu không có dám đối diện trực tiếp với con mà chỉ có nói lòng vòng thôi. Thì sau khoảng thời gian thì bạn nó cũng im lặng thôi, không nói gì nữa. Rồi sau đó là im lặng luôn. Dạ đúng rồi. Mà lúc đó con biết những chuyện đó không? Dạ con biết. Rồi con có gặp bạn đó để con nói là không nên làm như vậy không? Dạ kiểu đó là một câu chuyện của con gái nên con cũng xen vào. Con né luôn không? Dạ con né luôn. Con đứng ở ngoài con nhìn luôn. Bây giờ bạn đó là để hai bà tự dạ, xử lý. Bây giờ bạn đó còn làm chung với con không? Dạ giờ lúc đó là con làm ở quận nhất. Bây giờ con chuyển sang quận 2. Chuyển qua quận 2 rồi. Cách hai thành phố rồi. Đó. Dạ, đúng rồi. Thành phố Sài Gòn với thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức rồi. Thôi cũng được rồi. Rồi sau đó là bao nhiêu lâu hai đứa làm đám cưới? Dạ khi mà là gần một năm sau là tụi con quyết định là đi đến hôn nhân. Là cưới được bao lâu rồi? Dạ cũng được nửa năm rồi.
nửa năm rồi. Em bé vậy 3 tháng. Về anh chơi được có mấy tháng vậy là coi như dính bầu luôn. Dạ chắc tại anh chơi chán rồi. Có một câu chuyện con cũng chia sẻ một tí xíu là ban đầu con không có chịu cưới. Tại vì con nói là con là một đứa trong cái thời điểm mà con đến với bạn này con không tin vào tình yêu nữa. Con cứ nghĩ là thôi mình quen mình để đó thôi. Mà bạn này lúc nào cũng dục cưới hết. Lúc nào cũng muốn là cưới đi. Mà con không hiểu tại sao con lớn tuổi hơn bạn. Bạn sợ ế sao bạn cứ đòi cưới hoài không, cái vấn đề tuổi tác. Cái bọn con trai nó vậy đó. Cái vấn đề anh tuổi Bin tác rồi đó là yêu chị Thúy Nga đó. Thúy Nga lớn hơn anh Bin là nữa hả? 3 tuổi. 3 tuổi hả? 3 tuổi. Ồ, nhưng mà Thúy Nga nó già dặn hơn em nhiều. Thôi không có đâu, nghĩ sao mà cưới. Bà nó nghe bây giờ là bên hải ngoại người ta biết luôn rồi đó. Ủa rồi thì ai giờ, cũng hỏi cho nó. Thì giờ cái sự thật nó vậy thì mình nói vậy thôi. Anh yêu thầm chị Thúy Nga. Dạ. Biết chị Thúy Nga không? Dạ biết. Đó, cô Thúy Nga đó. Rồi nhờ vậy mà cô Thúy Nga giờ chưa chồng luôn đó. Nó nghe nè, nhưng mà khi cái vấn đề tuổi tác á mà nó lộ ra đó, mà con biết con nhỏ hơn bạn Phương Anh này khá là nhiều tuổi thì nó có cản trở trong cái việc gọi là tình cảm của con khi mà con đến Phương Anh không? Dạ lúc đầu á nha. Dạ không, dạ con bình thường à, do kiểu con gọi là đi làm sớm nên cũng đụng chạm nhiều. Dạ nó không thích cho nên nó mới đòi cưới. Nhỏ này không chịu cưới mà này cứ đòi cưới đây đó nè. Thì em đang hỏi là cái giai đoạn mà đó, khi mà mới biết tuổi á thì đó, em muốn hỏi để em coi có giống cảm xúc của em hồi đó không. Đó chị Nga không chịu hồi đó là chị Nga tâm tư của mình không á chú, chứ chị Nga không có gì hết trơn nha. Chị Nga không có chịu xong chị Nga mới đi Mỹ đó. Dạ. Không, tôi chỉ thích Cát Phượng thôi. Rồi sao nè, bây giờ lấy nhau về rồi mấy năm mà dạ tụi con mới có được có mấy tháng hả? Rồi đúng không? Dạ đúng rồi, nửa năm rồi. Sau nửa năm ở với nhau thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Thật ra là con không biết chồng con suy nghĩ sao về con, nhưng mà tật xấu của chồng con thì trước đó là con đã thấy rồi. Nhưng mà kiểu mình cũng nghĩ là sẽ nó không có phải là một vấn đề quá nhiều á, là cái đầu tiên mà con cảm thấy mình không thích thôi, chứ có thể là người khác thích cũng được. Rất là bừa bộn. Con nói là nhà là có một đứa bày và một đứa dọn. Cứ đi về là xả ra, đi về là xả ra, xong rồi làm cái gì cũng xả ra. Xong con cứ, tại vì cái tính con rất là cầu toàn và kỹ tính luôn. Cứ đi đâu thấy khó chịu, nó không có nằm trong cái sắp xếp của mình là bực bội liền. Nhưng mà mình dọn một lần, xong rồi mình đã nói rồi, anh ơi nhớ để này vô. Ok, lát nữa anh dọn mà. Xong lát nữa mình cũng không thấy dọn, phải tầm 2-3 tiếng sau tới mình dọn. Đúng rồi, cái mình phải đi dọn. Xong con hỏi là tại sao anh không dọn. Thì một lát nữa, tức là khi nào mà anh đứng lên nó là một lát. Không biết khi nào anh đứng lên. 10 người hết 8 người vậy rồi. Sao con, cái con phải cứ đi dọn. Đúng là nhà, mà hồi trước tới giờ ở nhà con á, con kiểu là một cái đứa được cưng chiều, là mình không bao giờ phải đi làm cái gì hết. Cuối cùng giờ mình phải làm ổ xin. Dạ đúng rồi, xong rồi cứ bày ra thôi, mình cứ phải đi dọn vô. Mỗi lần mình... bà dọn gì bà có cằn nhằn không? Dạ thì chỉ hơi ràm thôi. Để chuyển qua bên kia rồi bây giờ nè, bừa bộn còn gì nữa? Rất là sàng cô. Sàng? Dạ là... Sài sàng phải không? Dạ không, không sàng á, lâu á. Dạ đúng rồi. Rùa đó. Từ hồi quen con đã như vậy rồi. Là chậm chạp á phải không? Dạ đúng rồi. Mặc dù là con biết là hồi đó là rất là chậm trễ, là con không biết lý do tại sao là luôn đi trễ. Con cứ nghĩ là chắc là do quên hay gì đó. Nhưng không, ví dụ như tới giờ hẹn đi thì mình tính con gái rất là kỹ tính mà đi. Ai chơi ngờ, với con trai. Ai ngờ ổng điệu hơn mình luôn. Xong cái mình đã phải chuẩn bị rất là kỹ rồi. Cái con đã phải gọi trước là hơn một tiếng đồng hồ là để là biết là chắc chắn là sẽ đến đúng giờ. Không, nhưng vẫn lại trễ. Điệu, lo điệu đúng không? Sao con cũng không biết là làm cái gì mà cứ sầu quần. Nhưng bây giờ con đã biết lý do tại sao chưa? Thì cứ vậy đó cô, cứ nói chung là có những cái sầu quần. Trước khi ở nhà là phải làm miếng. Dạ đúng rồi. Làm mấy mẫu miếng. Mà chứ không phải là điệu không. Hoặc là cứ quên đồ, ví dụ như con nói là có những cái đồ mình để đúng cái vị trí của nó thì mình sẽ nhớ. Không để quên xong rồi cứ chạy xuống, chạy lên, này, chạy xuống. Cái đó là sai. Cái này nó là liên đới của cái sự bừa bộn đó. Yeah. Thành ra là mình bừa bộn biết để đồ đâu phải đi kiếm. Đó. Kiếm thì trễ giờ. Đó. Vậy thôi. Chính vậy. Thứ nhất nè, một là bừa bộn, hai là sàng. Dạ đúng rồi. Rùa. Mà kiểu con gái mình một hai lần thì không sao, nhưng mà nhiều lần mình thành ra bực bội á cô. Trong khi bả là làm bên truyền thông. Là người cần phải có phải đúng ra cái người sàng phải là bà. Dạ đúng rồi, mình con gái mình không sàng thôi chứ đàn ông trai. Rồi tiếp nữa nè, tiếp nữa là còn gì nữa không nè? Có nghiện rượu, nghiện bia, nghiện game gì không? Dạ không, cái đó thì bạn này thì không có. Thì chỉ có hai cái đó thôi. Có hay nhắn tin với gái thả bom like cho gái không? Trời, con là cái đứa mà hồi trước tới giờ nha, là không hiểu sao những người trước con quen á là hay có cái tính đó.
Nên là lúc mà con quen bạn này á, là con đã phải mò dữ lắm luôn á. Có những lúc mà con ngồi con phải mò từ Facebook qua Instagram qua Zalo. Mà không có gì hết. Không có gì hết. Không có một cái gì để con ghen luôn. Con tức là vậy. Nhiều lúc con phải tự kiếm chuyện để con ghen. Không như tin hồi nãy bạn có nói mà bạn đã nhắn tin cho ai rồi là chỉ có một người đó thôi chứ không có ai khác. Hay quá. Dạ. Thôi chúc mừng. Vậy là sẵn như hỏi mong muốn thay đổi đi. Con có muốn chồng thay đổi điều gì không? Nếu mà thay đổi thì con chỉ mong là bạn lo nghĩ cho gia đình nhiều hơn. Tại vì con biết là ở với cái lứa tuổi của bạn thì con cũng không thể nào bắt bạn là phải như một người đàn ông trưởng thành được. Nhưng mà kiểu thời thế nó ép bạn vô cái công việc là bạn có gia đình, làm chồng, làm cha đó, đúng không? Rồi. Dạ đúng rồi. Thì bạn tự phải làm mình lớn hơn và trưởng thành hơn để nghĩ cho gia đình nhiều hơn. Nãy bạn tự bạn nói đó, bạn là người vô tâm đó. Đó, vô mà tâm. Bây giờ sắp mà tới bạn là vô có tâm với con. Sắp tới là có em bé rồi, có con rồi. Mình làm cha rồi. Con nghĩ là cái chuyện vô tâm nó nguy hiểm lắm nha. Rồi bây giờ tới con đó, Cao Trí. Dạ. Cô ấy có những cái tật xấu gì? Dạ. Dạ không, tật xấu thì nói chung là cũng gọi là dựa trên cái tính cách thôi, là kiểu hay giỏi. Hay giỏi. Con là một con người kiểu ít nhắn tin với phụ nữ gọi là xung quanh con. Nhưng không, tối gì ngủ mơ, sáng dậy giận. Một tháng nào cũng mơ, một tháng nào cũng mơ, tháng nào cũng mơ luôn là cứ đều một tháng là một hai lần, ghen mộng. Mà con lơ tơ mơ, con không biết cái gì luôn đúng không? Dạ, tự nhiên ngủ dậy sáng là phải dỗ. Biết rồi, con... ghen mộng. Tại xong rồi ghen, xong rồi mơ, xong rồi áp đặt cái đó cho con là con mới đi ngoại tình gì rồi đó. Trời ơi, tháng nào cũng mơ luôn, mà mơ một lần mỗi người luôn. Lúc mà con đến với bạn này là con không tin vào tình yêu. Con nói là con đàn ông mà. Hồi đó con tin là 90% đàn ông sẽ ngoại tình. Nhưng sau khoảng thời gian dài con trải qua thì con tin là 100% đàn ông ngoại tình. Chỉ có là vợ biết hay không thôi. Nên lúc con đến với bạn này, con là một người cực kỳ tiêu cực. Con không tin gì hết. Thì bạn là người thuyết phục con từng ngày, con mới đồng ý tới chuyện đám cưới. Cái xong rồi, nên là ngay cả cái lúc đám cưới á, nhiều lúc tự nhiên cái mình nằm mình mơ. Thì mình nghĩ trong đầu là chắc là phải có cái gì đó nó mới có cái giấc mơ đó. Chứ bình thường tự nhiên nó đâu có cái giấc mơ đó đâu. Bà suy nghĩ quá. Đúng rồi. Thành ra nó rồi, suy nghĩ nhiều quá xong cái, mơ. Cái giấc mơ. Dạ đúng rồi. Trong lúc ngủ. Con nói mà đâu chịu tin đâu. Bây giờ mà. Còn không con? Dạ mới còn trước, con qua trước khi đi quay mà. Luôn làm mơ làm chập đi quay xong mới đi quay mà. Rồi còn gì nữa không? Đang xong cô nói lượt cho nghe nè. Dạ, tính... gọi là... sao? Kể kỹ tính là, quá, dạ, cầm ràm. Dạ, cầm ràm. Câu toan, ràm, câu toan dạ, kỹ tính. Kiểu nó hơi vô guồng quá, giống tại như gì? Ở trong quân đội vậy. Tại vì ông bừa bộn thì bả chắc chắn có cầm ràm rồi. Con lâu con cũng dọn nhà, con cũng dọn mọi thứ nhưng mà kiểu đó, hơi vô guồng quá. Bây giờ nè, cái khoảng cách tuổi tác. Có dạ. Bao giờ thể hiện mình là người chị, một người kinh nghiệm, một người được sống lâu hơn cho nên là hay dạy dỗ. Hay la đó, hay la. Dạ thì... Có không? Có hay la mình dạ, không? Dạ, có la nhưng mà la những thứ mà con sai thôi. Đúng, thôi, đúng rồi. Nhưng mà kiểu la hay la là cái vụ con hay sàn thôi, chỉ có la mỗi vụ đó thôi chứ... Còn lại con cũng nói là chưa biết là ai va chạm nhiều hơn ai nên cũng... Hay. Dạ. Thôi vậy là được rồi. Được, quá ngon. Cái mà trong cuộc sống á, mà cái người vợ mà hơn tuổi mình á, là cái người chồng ta sợ nhất cái kiểu mà luôn luôn người vợ coi mình là cái người kiểu như là người nhỏ hơn, dạ. Chưa trưởng thành. Là cái đó là cái sợ nhất á, là tại vì người ta luôn luôn người ta cảm giác là giống như là người ta chưa phải là một cái chỗ dựa vững chắc cho cái người vợ của mình. Mà cái đó là cái đàn ông ta tối kỵ á. Thành ra là con mà không có cái tính đó như vậy là rất tốt. Có nghĩa là rất tốt luôn. Rất là tâm lý á. Bây giờ là chung quy chỉ còn lại cái là cái gọi là ghen mộng á em. Ghen mộng. Cô nói cho nghe. Khi mà con đã xác định là khi mà con đến với bạn này, con xác định 100% đàn ông là ngoại tình rồi. Thì giờ con đã biết như vậy rồi, con xác định như vậy rồi. Nhưng mà con vẫn lấy bạn thì có nghĩa là con đã chấp nhận cái kết luận của con rồi, đúng không? Thì con cứ nghĩ đến cái điều là vậy nè. Từ cái ông thủ tướng, ông cũng có bồ. Con cứ nghĩ đi, đúng không? Rồi những cái người nữ, những cái nữ minh tinh mà phải là nhất thế giới, phải đẹp nhất thế giới, vào trong top, gọi là top 100 người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Mà ông chồng, chồng vẫn ngoại tình. Đúng không? Thì con phải nhớ vậy nè, nó là thuộc tính của đàn ông rồi.
Mà bây giờ đến thời đại này rồi là không phải chỉ có đàn ông ngoại tình mà đàn bà cũng ngoại tình nữa. Đó là mình đương nói là cái mặt bằng chung của tất cả mọi người, của cả cái xã hội. Còn nếu như trong gia đình của mình tiết chế hoặc là mình chận cái việc đó được bao lâu, được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Còn trong trường hợp mà cái chuyện đó có xảy ra thì đã trong cái phần lường trước của mình rồi. Cho nên không có việc gì mà mình phải bận tâm, mình suy nghĩ cho nó mệt. Đúng. Con hiểu với cô không? Dạ, con hiểu. Cái phần xác không là cái gì hết, ăn thua là cái phần hồn thôi. Đúng không con? Dạ. Cô nói thì cô hỏi thiệt con chứ, ngày nào con có ăn phở con chịu nổi không? Ngán thấy mồ, đúng không? Cũng phải đổi qua mì hay là cơm chiên, cơm ơ đồ, đúng không? Dạ. Thì cái việc đó nó cũng giống như là món ăn thôi. Đúng không? Dạ. Cái người đàn ông mà họ đi ngoại tình như là một món ăn mà họ muốn thay đổi, họ cần thay đổi. Nếu như chồng mình có là trong cái phần lường trước của mình rồi nha. Dạ, đúng. Còn nếu chồng mình không có, quá tốt. Dạ. Thực sự nhiều khi con có tin không? Nhiều khi cô cái này cô thôi nha, cô không có khuyên ai đâu nha. Nhưng mà cô thấy nếu như bây giờ mình như thế này, nhiều khi mình không có đủ sức khỏe, hoặc là nhiều khi mình sao ta, mình cũng bị nhiều. Thời gian nhiều, mình làm việc nhiều quá mà mình bắt chồng mình phải chịu đựng mình quá nhiều, tự nhiên thấy tội nghiệp ổng. Tại vì cuộc đời con người ngắn ngủi lắm. Dạ. Và rất vô thường. Con người ta sinh ra phải được hưởng thụ tất cả những cái gì mà cuộc sống cho người ta, rồi tự nhiên bây giờ mình chặt mình tém lại, tự nhiên bắt chồng mình khổ. Dạ, thì cũng tội cho chồng mình. Còn ví dụ như mình không có nhu cầu đó, và mình có một cái nhu cầu khác, ví dụ như là mình làm cái việc này mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình happy, vậy là mình sung sướng rồi, đúng không? Dạ, đúng rồi. Thì thành ra cô nói con là bây giờ đang có em bé, đúng không? Dạ. Đang có em bé, mình phải lo sức khỏe về thể chất, sức khỏe về tinh thần cho mình và cho con cho của em mình bé. Đúng không nè? Dạ. Nếu mà mình suy nghĩ nhiều quá, mình cả nghĩ nhiều quá, mình suy diễn nhiều quá là mình sẽ bị gì con biết không? Sau khi sanh là rất dễ bị trầm cảm. Đó. Đó, cho nên là đừng có dạy mà như thế mình khổ. Con mình khổ chứ không ai khổ. Con cũng nghĩ như vậy. Đúng, cho nên con phải delete hết những cái gì mà cần delete. Con cũng nghĩ lường trước được cái câu chuyện là con có suy nghĩ là đàn ông sống với mình mà nó chỉ là 60 năm, 70 năm thì bây giờ mà bắt người ta luôn luôn ở bên cạnh, có tình cảm với mình như hồi lúc mới yêu thì rất là khó. Nên con chấp nhận là có thể do bản tính của đàn ông, họ có thể đi ra ngoài tìm những niềm vui, nhưng họ biết xác định đâu là nhà. Chính là xác. Được rồi. Nhưng mà nhiều khi nghĩ lại cũng hơi chạnh lòng, hơi buồn xíu nếu như mà chồng mình như vậy á con. Nên là kiểu lo lo kiếm chuyện vậy thôi. Lo xa đó. Cái đó là lo xa đó. Còn con, cô nói là bây giờ vợ con đang như thế này á, thì bằng tất cả mọi cách con phải tạo cho vợ con một cái niềm tin là đúng rồi. Dạ. Ngày nào con cũng nâng niu chiều chuộng đúng như vợ chứng tuyệt vời đúng rồi. Đó là như nhưng vậy. Mà cứ suy nghĩ vậy là thì từ từ bớt suy nghĩ hồi nãy về chính suy nghĩ vì cái đó. Câu mà con nói á, thật ra là con nhỏ hơn nhưng mà chưa biết ai ra đời sớm hơn. Dạ. Cho nên chính cái câu đó của con, chú đánh giá rằng con rất là trưởng thành. Rất là trưởng thành luôn, rất là chững chạc luôn. Rất là chuẩn mực luôn. Và hy vọng cái ngoại hình thì cũng đã cứng cỏi. Đúng rồi. Như là hơn con á. Thấy nó già hơn Phương Anh luôn. Thiệt luôn á. Đó, nhưng mà bây giờ chú chỉ có một cái chia sẻ với con, có nghĩa là vợ đang trong cái trạng thái sắp tới sẽ yếu đi nhiều, thậm chí là làm việc sẽ ít hơn. Cho nên cái việc bừa bộn mình phải sắp xếp lại. Đúng rồi. Bớt lại. Và thậm chí là phải làm việc nhiều hơn. Vợ nó kỹ quá, nó sạch quá. Nghe, nghe chưa? Để cho vợ vui. Vợ vui thì con nó vui. Đó, vợ mà lâm bồn, vợ đẻ mà trong cái tâm trạng là vui vẻ, hạnh phúc thì con nó sẽ xinh, sẽ trời đẹp, ơi. Sẽ vui hơn. Cô chưa nói nha. Nó mà sạch sẽ như vậy là mình lời á. Con mình lời, tại vì sau này con mà khi nó bò đó con, cái sàn mà con tưởng tượng mà nó dơ là tội con lắm luôn á. Không, từ các bạn này sẽ thay đổi nha. Các bạn đã không lựa chọn cái việc là chúng ta gặp nhau như thế nào, nhưng mà trong hạnh phúc là các bạn đã lựa chọn, và lựa chọn rất đúng. Và chúc mừng hai bạn đã tìm được cái người bạn đời rất xứng đáng, rất hợp với mình. Chúc mừng các bạn, bởi vì các bạn là hạnh phúc là lựa chọn. Dạ, cảm ơn cô Dương. Rồi. Rồi.